Thưa quý vị khán giả, chiều ngày 7 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Chiến chủ trì phiên họp lấy ý kiến của các sở ngành tỉnh và các địa phương về dự thảo kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh. Năm 2023, kinh phí thực hiện nhiệm vụ dự án bảo vệ môi trường của tỉnh là hơn 22 tỷ đồng. Dự toán kinh phí năm 2024 đến năm 2026, mỗi năm thấp nhất là hơn 62 tỷ đồng, cao nhất là hơn 68 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Chiến đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường hoàn chỉnh dự thảo, bổ sung các đơn vị chưa được bố trí kinh phí, tính toán khả năng ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường từ năm 2024 đến năm 2026 để thực hiện tốt nhiệm vụ này.